Xin chào cả nhà nha. Hôm nay tôi bắt đầu đi hành trình mới. Thì đây là hành trình đi về miền Tây. Và khi bắt đầu hành trình này thì ông trời đã tiễn em đi bằng một cơn mưa rào nhẹ. Hành trình này thì em cảnh muốn ghi lại hình ảnh mình đi đường và cũng như là những nơi mà mình đặt chân đến để chia sẻ với lại mọi người. Hui trời hú hồn chim én luôn. Mới vừa đi bấm máy quay được một đoạn thì tự nhiên có chiếc xe của mấy anh chiến sĩ đi ngang hú hồn. Nhưng mà không sao, hành trình mình vẫn tiếp tục nha cả nhà. Em đang đi trên đường DT741 hướng về thành phố Đồng Xoài. Đi qua thành phố Đồng Xoài để đi tiếp tục những nơi khác. Thấy mấy anh cũng hơi rén rén ấy, bớt gà lại liền. Nhưng mà không sao, đi tiếp thôi cả nhà ơi. Đây là bắt đầu là Phú Riềng Đỏ. Rồi sau khi mà đi một đoạn nữa thì tới ngay khu vực này là gần tới cái chỗ trạm thu phí của Tân Lập, và sau khi mà qua trạm thu phí Tân Lập thì sẽ đến ngay địa phận của Phú Giáo. Hành trình chỉ mới bắt đầu thôi và ông trời thì ổng vẫn còn âm u lắm, chắc có lẽ là ổng đang sắp có trận mưa lớn. Nhưng mà hiện tại thì con đường thì nó vẫn còn rất là khô, có lẽ như ở đây là chưa có mưa á cả nhà. Đây là trạm thu phí Tân Lập. Hồi trước là người ta lập chốt Covid ở ngay đây nè, em muốn đi qua đi lại rất là khó luôn, nhưng mà bây giờ thì đi rất là thoải mái luôn. Ngay khu vực này thì có một cái điều đặc biệt để đi qua hết trạm thu phí này thì em sẽ chia sẻ với cả nhà nha. Khi mà qua cái trạm thu phí Tân Lập này là tới địa phận Phú Giáo, ngay phía bên tay phải, ngay bên đường của em đi hướng từ Đồng Xoài đi về. Trên đường DT741 này thì có những cái chỗ bán heo rừng, và duy nhất ở đoạn đường này thôi nha cả nhà. Qua khỏi cái đoạn này thì hoàn toàn không có cái địa điểm nào bán heo rừng nữa. Đây em sẽ chạy chậm chậm lại bớt gà lại cho cả nhà mình thấy nha. Những cái quầy bán heo rừng, em không biết là heo nuôi hay như thế nào nữa, nhưng mà hầu như là đi ngày nào cũng thấy bán hết. Một khi á là nhiều quầy và cũng có những khi á là ít có quầy bán. Đó cả nhà thấy không? Và khi mà đi lên một đoạn nữa là sẽ thấy các bạn cổng chào Phú Giáo, và dĩ nhiên là sẽ không còn một quầy bán heo rừng nào nữa. Đó là những cái quầy heo rừng nha, rất là đặc biệt luôn. Mỗi lần mà muốn ăn heo rừng hay gì đó thì chạy xuống đây mua, hình như giá dao động chỉ tầm 100 tới 120 hay 130, 140 gì đó. Em không rõ nữa, tại vì lần mua gần nhất của em cách đây chắc cũng khoảng một năm mấy rồi. Hình như là 120 một ký, còn bây giờ thì không biết. Đó thì bây giờ là qua cổng chào Phú Giáo nha cả nhà. Y da đang đi đường thì tự nhiên mưa lớn quá cả nhà ơi. Định chú vô nhà dân đục nhưng mà không có rồi. Bây giờ thì em sẽ vào cái quán cà phê. Ở đây có quán cà phê Giống nè. Em sẽ vào quán cà phê Giống này để mà trú mưa nha cả nhà. Ôi trời. Tự nhiên trời đang bình thường cái mưa ào luôn. Ôi trời. Này con nước dễ con nước anh nước đổ đó. Tụi bán lấy đồ. Ui rồi mưa mưa này mưa may không mưa lùa gió lớn rồi. Ướt người hết rồi. Quá trời. Ào cái là cái đoạn trên đó đi xuống chưa có ướt mà đoạn dưới nó ướt quá trời. Quá trời. Con nước chứ. Sữa đá. Cà phê sữa đá. Cà phê sữa đá. Đúng rồi. Ly cà phê sữa này là giá 20.000 nha cả nhà. Em không biết là không có đánh đồng chung, nhưng mà khu vực ngay chỗ địa phận Phú Giáo mà gần ngay chỗ mà Tân Lập này á, là những cái quán cốc, những quán cà phê Giống như thế này á, là giá tiền nước dao động là từ 20.000 nha cả nhà, là gồm một ly nước với lại một cái khăn lạnh. Dù mình có sử dụng hay không thì tại em kêu nước ra là em tính tiền luôn, vì khi mà trời tạnh mưa thì em sẽ đi. Vì cơn mưa quá lớn bất chợt cho nên là em mới ghé vào uống.
chứ em lúc trước đã từng uống ở ngay khu vực đây rồi. Thì một chai nước là 20.000. Với những sinh viên hay là những người đi phượt mà trong cái túi tiền có giới hạn á, mà ghé vào uống một chai nước có giá 20.000 thì nó cũng hơi sót túi tiền tí. Vì theo như là sinh hoạt tự túc mà không có điều kiện á, thì một chai nước ở ngoài đường người ta bán chỉ dao động từ 10 cho đến 12 ngàn là cao rồi. Nếu mà mình dùng tẩy đá đồ á thì có thể là lên 15 ngàn là cao ngất ngưỡng rồi. Nhưng mà những cái quán ở đây á, thì em không đánh đồng. Có thể có những quán rẻ nữa cũng có thể. Nhưng mà em đã từng bị một quán ở trên đây cũng chặt một chai nước 20.000. Cho nên là hôm nay bấm bụng bấm vô uống em nghĩ là sẽ rẻ thôi. Vì cái quán khá là bình dân, thấy có nước mía này nọ đâu. Nhưng mà không ngờ thì ly nước này họ tính giá 20.000. Vì vừa vào thì người ta đem nước ra thì em đã tính tiền luôn, nhưng mà họ nói 20.000 thì chịu thôi. Mấy khu vực này thì em cũng không cãi làm gì, tóm lại là cũng không bao nhiêu hết. Nhưng mà có điều là mình hơi sốc túi tiền một tí á cả nhà. Khi đi tới đoạn đường này thì em cảnh có thấy một vụ tai nạn của anh chở gà vịt ngã. Thì em cũng muốn định giúp lắm, nhưng mà thấy là có mấy anh bên xã đã đến hỗ trợ rồi. Vì đường mưa trơn trượt á cả nhà, cho nên trong mùa mưa này thì cả nhà chạy xe cũng nhẹ tay ga và nhẹ chân ga nha. Vì đường khá là trơn trượt luôn. Thấy anh đó anh chở chỉ có một cái thùng mướp thôi, và bên trong là gà đã làm và đang được để trong thùng mướp để đi giao. Thì anh ngã ra gà văng tùm lum hết trơn luôn. Bây giờ thì em vẫn đang tiếp tục hướng về miền Tây. Chuyến này em đi không biết là sẽ như thế nào nữa. Hy vọng là sẽ có nhiều thước phim hay cho cả nhà mình cùng xem. Khi em quay cái đoạn này thì gần tới ngã ba Sao Sở, và em đã đục mưa 4-5 lần rồi cả nhà. Vì không biết như thế nào nữa mà cứ một đoạn nắng, một đoạn mưa, một đoạn nắng, một đoạn mưa, em cứ đục xong rồi em chạy, đục xong rồi em chạy. Mưa cứ tạnh rồi lại mưa, tạnh rồi mưa, em không biết đường nào mà lần luôn. Thì tới ngay ngã ba Sao Sở này thì em sẽ bo theo bên phía tay trái để mà đi đường DT742. Và đi dọc theo DT742 thì em sẽ có những cái tuyến đường để mà đi vào Sài Gòn. Thì để đi miền Tây thì em sẽ vào trước Sài Gòn để mà livestream nha cả nhà. Em có một cái địa điểm livestream buổi tối ở Sài Gòn cũng khá là thú vị luôn. Và đây là cái vlog thôi, chứ em không có quay hay livestream trên kênh này. Kênh này em chỉ chia sẻ với cả nhà mình những cái hành trình đi đường của em thôi. Thì khi mà quẹo qua đây hình như nó là thuộc về Tân Nguyên ấy cả nhà. Tân Nguyên ở khu vực này. Đường ở đây lúc trước em đi xuyên Việt là ở đây đang làm cái vòng xoay với lại mở đường á, bụi rất là nhiều luôn. Như hôm nay thì đường rất là tốt, rất là thoải mái, chạy xe phà phà luôn, bon bon luôn. Đấy, cả nhà thấy đường ướt không? Vừa rồi lại mưa đó, mưa em mới đục xong đi ra đây. Ở đây thì xã Tân Nguyên, đường thì cứ lúc mưa lúc tạnh hoài, không biết đường nào mà lặn luôn á cả nhà mình. Vì mình không biết được là thời tiết nó như thế nào. Vì mình chỉ có thể lần theo mà đi thôi. Thấy tạnh thì đi, còn mưa thì đục thôi. Hành trình này thì em đi rất ít đồ, đi chỉ đem vài bộ đồ thôi. Và thiết bị để quay thì cũng đơn giản nhỏ gọn. Và đây là cái vlog đầu tiên, cho nên là em cũng chưa biết chia sẻ gì nhiều ở trong cái vlog của mình. Cho nên có gì thì cả nhà thông cảm cho em nha. Và những lần sau thì em sẽ làm tốt hơn để mà chia sẻ những hình ảnh về đất nước Việt Nam mình, nhiều nơi mà em đã bỏ sót trong những chuyến đi trước. Thì đây là cái tuyến đường này sẽ bọc ra là Mỹ Phước Tân Vạn, xong rồi đi lên nữa là qua quốc lộ 13. Qua quốc lộ 13 xong rồi sẽ bắt đầu vào trong Sài Gòn. Đó, hành trình em đi hôm nay là như vậy. Còn ăn uống hay là như thế nào thì em sẽ cập nhật thêm. Vì em cũng kiểu như là hướng nội á, cho nên là em rất là ngại về giao tiếp. Cái gì em cũng suy nghĩ rất là nhiều, đắn đo lắm trước khi ghi hình đó cả nhà.